cái cậu này là cậu chuyên trị chuyên kinh nghiệm để cho nghe. rồi tới công chuyện này. Hôm trước khi mà có một cái buổi tiệc nhỏ ở nhà của một người bạn của anh, thì người bạn họ nhìn anh xong họ bảo hai cái cậu này là cậu chuyên trị chuyên kinh nghiệm. Đương nhiên đối với một người diễn viên, mình nghe câu đó mình rất là vui, tại vì khi mà khán giả cố định là nhớ mình ở trong một cái thể loại phim hay là một thể loại vai nào đó, thì đó là một cái thành công của mình, và hơn nữa đó là cái thành công của bộ phim đó. Thì đối với Trực, quan trọng hơn hết đó là mình được làm nghề và mình được hết lòng với đam mê của mình. Ngoài ra tất cả những cái lời góp ý chân thành, những cái lời góp ý xây dựng hay là những cái lời nhận xét của mọi người đều là những cái sự góp nhặt kinh nghiệm nho nhỏ đến từ phía khán giả đối với mình.